Lễ tình nhân Valentine năm nay rơi đúng vào dịp Tết Nguyên đán, khiến cho hoa hồng Đà Lạt không đủ để đáp ứng nhu cầu, vì vậy mà giá mặt hàng này cũng đang tăng cao. Theo đó, từ vài ngày nay, nhiều tiểu thương đang ráo riết tìm về các nhà vườn trồng hoa hồng ở Đà Lạt, Lâm Đồng để thu mua hoa với giá cao nhằm cung cấp cho các đầu mối trong cả nước phục vụ dịp lễ tình nhân 14 tháng 2, nhưng vẫn không mua đủ hàng. Trong vòng hơn nửa tháng qua, giá hoa hồng Đà Lạt các loại liên tục tăng chóng mặt. Cụ thể, hoa hồng đỏ từ 1.200 đồng đến 1.800 đồng một cành, tăng lên 5.500 đồng đến 6.500 đồng một cành. Các loại hồng màu vàng, cánh sen, trắng, hồng phớt từ 1.000 đến 1.200 đồng một cành, tăng lên 3.500 đồng đến 4.500 đồng một cành. Nhiều tiểu thương dự báo rất có thể trong vài ngày tới, giá hoa hồng các loại sẽ còn tiếp tục tăng. Theo một số nhà vườn, do năm nay thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh tàn phá khiến hoa hồng mất mùa, giá cao.